đâu, đứa nào ham chơi nhỉ, đứa nào bảo sắp đến giờ về rồi còn tạt vào chỗ này chỗ kia, muốn đi muốn đi xem tiếp nhỉ, hả hả you the show. Hàng xe gì? Hàng xe đi. Ngoài quay Việt cho. Không anh giặc lịch lúc bị lúc không biết. Hôm nay mà đi đi ăn xà là trễ chắc rồi đúng không? Trễ chứ. Luôn á. Ai lựa chọn đi taxi vậy? Ừ, Hải rồi đó. Ai chọn đi Lakma Museum vậy? Hải. Không chi. À, nó không để, tại chúng mày bảo có thời gian nên muốn đi gì nữa. Đáng để. Sao đổ hết lỗi cho tao nhỉ?